có một cái thực tế chắc em cũng xin phép được hỏi chị. Các bạn có xu hướng là học những cái nhạc cụ mà nó hiện đại nhiều hơn. Vì lý do gì? Những cái việc làm đối với các bạn học nhạc dân tộc á, thì không nhiều bằng bên phương Tây. Thế nhưng mà dần dần nhà nước cũng đã có những cái chính sách rất là tốt đối với các bạn học nhạc dân tộc. Và những cái kỹ năng mà các bạn học được học trong trường á, nếu mà các bạn thực sự là những người giỏi thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội và có nhiều cái hoạt động để có thể đứng trên sân khấu. Nên dạo gần đây thì số lượng của các bạn học nhạc cụ dân tộc có tăng lên. Bố mẹ, những bậc phụ huynh mà muốn hướng con đi du học nước ngoài á, nhìn thấy rằng là nhạc cụ dân tộc chính là cái mà làm cho con mình trở nên khác biệt với những người khác ở trong một trường. Cho nên là người ta đã cho con cái đi học nhạc cụ dân tộc. Các bạn đó nếu không làm nghệ sĩ, làm một nghề khác thì các bạn cũng có một tâm hồn Việt Nam. Cái điều đó chính là điều mà hiện thời đang rất cần, tức là sự khác biệt trong một xã hội đồng nhất. Trước đây á, thì khi nhắc về nhạc cụ dân tộc á, quý vị thường thấy là những cái người trung niên, những người hơi lớn tuổi một chút chơi cái loại nhạc cụ này. Nhưng mà bây giờ thì người trẻ chơi rất là nhiều, và thậm chí là thông qua những chương trình truyền thực tế về âm nhạc nữa. Thì em cũng có thấy chị Phượng cũng xuất hiện trong rất là nhiều chương trình trẻ đúng không ạ? Phượng may mắn vì đã có nhiều cái tiếp xúc với lại các bạn trẻ, những cái chương trình của nước ngoài, và họ muốn thử nghiệm cái nhạc dân tộc Việt Nam với lại nhạc nước ngoài, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nước này với nước khác. Thì đó là những cái cơ hội để cho Phượng có thể thử sức mình, thử sức những cái cây đàn nhạc cụ dân tộc với những dòng nhạc khác hơn. Chị nghĩ coi là với Dũng thì Dũng chơi được nhạc cụ dân tộc nào có vẻ hợp nhất? Đàn tì bà, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, đàn nguyệt. Đối với một loại đàn á, thì không phải là mình muốn chơi là mình có thể chơi được. Yeah. Mình phải có năng khiếu. Nhưng mà nhìn tổng thể thì với lại hồi nãy Dũng múa nữa đó, thì Phượng thấy là Dũng hợp nhất với trống. Bạn bè em hay trêu là nếu mà chọn nhạc cụ dân tộc gì đấy, không biết đàn đá có phải nhạc cụ dân tộc không? Đúng rồi, đàn đá là nhạc cụ dân tộc. Em hợp với đàn đá. Không được, bởi vì đàn đá thật ra là rất đắt tiền. Nếu mà em làm bể một viên đá đó, thì cũng khá là đắt. Em cũng thử sáo đi. Không, cái này là phải là thử tiêu. Thử tiêu. Dạ. Yeah. Em nghĩ là với cái hơi của Dũng như vậy thì thổi mấy cái loại tiêu là khỏe lắm. Đúng rồi. Cảm ơn Dũng. Mình vẫn còn kịp để mà đăng ký những cái lớp học của nghệ sĩ Hải Phượng.